Chào mừng các bạn đến với kênh 8 tin tức, kênh của chúng tôi luôn cập nhật những tin tức mới nhất trong ngày và các sự kiện hot nhất trong tuần vừa qua, sự nghiệp và chuyện lạ trên thế giới đều có tại kênh 8 tin tức và hai bản tin này. Chào mừng các bạn đến với kênh 8 tin tức. Bản tin ngày hôm nay của chúng tôi có nội dung như sau. Người đàn ông 3 lần sàm sỡ ngực phụ nữ trên xe buýt chỉ bị phạt có 200.000 đồng mà thôi. Ông Nguyễn Văn Đề vừa bị cơ quan công an huyện Thanh Oai, Hà Nội ra quyết định xử phạt hành chính chỉ có 200.000 đồng. Ngày 31 tháng 7, công an huyện Thanh Oai ở Hà Nội cho biết đã có kết quả giải quyết đơn trình báo của bà T sinh năm 1979, trú tại huyện Mỹ Đức ở Hà Nội về việc bà này bị một người đàn ông lạ mặt sàm sỡ vào vùng ngực 3 lần trên xe buýt xảy ra vào hồi tháng 5 vừa qua. Tuy nhiên, do vụ việc không có yếu tố hình sự nên sau thời gian dài đã tiến hành xác minh và điều tra, công an huyện Thanh Oai đã quyết định không khởi tố vụ án và thông báo kết quả đến những người có liên quan. Trước đó, như vào sáng ngày 18 tháng 5, một người phụ nữ tên T sinh năm 1979 trú tại huyện Mỹ Đức ở Hà Nội đi trên tuyến xe buýt tuyến 103A qua địa phận xã Tam Hưng ở huyện Thanh Oai, tố cáo bị một người đàn ông đứng bên cạnh có hành vi đó là động vào ngực của bà 3 lần. Sau khi xảy ra sự việc, lợi dụng lúc xe buýt đến điểm dừng, người đàn ông này đã xuống xe và lên một xe buýt khác để chuẩn bị hành vi mà xấu xa của hắn ta ở chiếc xe bên kia. Còn chiếc xe buýt 103A thì tiếp tục di chuyển đến khu đô thị Sala ở Hà Đông thì gặp sự cố và phải dừng lại và cho khách sang một chiếc xe khác. Khi vừa bước lên xe này, người phụ nữ T đã gặp lại người đàn ông có hành vi sàm sỡ mình, tới đó đúng là tái đắc. Nó chỉ có hình tròn mà thôi, nên đã kéo người này xuống vỉa hè rồi đánh đập và tố cáo hành vi quấy rối tình dục. Sau khi nhận được tin báo, công an phường ở Phúc La ở Hà Nội đã mời hai người về trụ sở để làm việc. Do chị T tố cáo hắn ta sàm sỡ qua xã Tam Hưng nên vụ việc đã được bàn giao cho công an huyện Thanh Oai xử lý. Tại cơ quan công an, người đàn ông này xác định là Nguyễn Quang Đê, 59 tuổi, trú tại quận Hà Đông. Ông này thừa nhận đã sờ ngực hành khách này 3 lần ở trên chiếc xe buýt đó. Và cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Thanh Oai đã kết luận hành động 3 lần sàm sỡ vào vùng ngực của bà T trên xe buýt của ông D không cấu thành hành vi phạm tội. Vì vậy, ông D chỉ bị xử vi phạm hành chính số tiền là 200.000 đồng theo quy định của pháp luật mà thôi. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Qua đây cho chúng ta thấy là đây một hết sức là bức xúc. Nếu như chỉ phạt 200.000 đồng như vậy thì chắc chắn là những tuyến xe buýt khác sẽ có nhiều người giở trò mà đòi bãi như vậy. Giống như vụ thang máy kia, vào cưỡng hôn như vậy, hôn cho đã, hôn cho sưng mòm lên, cuối cùng chỉ phạt có 200.000 đồng. Đó. Thì bây giờ mà sợ đến 3 lần luôn mà cũng chỉ phạt có 200.000 đồng. Thì các bạn thấy như vậy là đã có hợp lý và có đủ răn đe để cho mọi người không dám hành động như vậy nữa không? Đó. Thì không thể nào chấp nhận được. Rồi, nếu các bạn thấy video này bổ ích, hãy chia sẻ để cho mọi người cùng xem. Và hy vọng có một mức án cao hơn cho các người có hành vi như vậy. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu thấy hay hãy đăng ký kênh và đừng quên like và chia sẻ để cho mọi người cùng xem. Và đừng quên ấn vào nút thông báo để cập nhật những video mới nhé. Cảm ơn các bạn.